Có rất là nhiều các anh nam giới nhắn tin hỏi Thu Hà: "Thưa chuyên gia, có phải tỏi chữa được yếu sinh lý hay không? Thì trong y học cổ truyền, tỏi thiên về tính dương, với các đặc trưng và vị cay, tính ấm, giúp khắc phục tình trạng can thận hư âm. Và theo như các ông bà, các cụ xưa truyền lại, tỏi được coi là thần dược, cương dương, giúp cải thiện nòi giống cho phái mạnh. Tỏi như thế nào là đúng cách? Và cần lưu ý những điều gì để đem lại cái hiệu quả nó cao nhất?" Thì mọi người hãy lắng nghe thật kỹ cái video ngày hôm nay của Thu Hà nhé. Tỏi tác động đến sức khỏe sinh lý nam giới như thế nào? Thì tỏi giúp cải thiện cái tình trạng trên bảo dưới không nghe. Cho nên đây là thực phẩm mà những anh nam gặp tình trạng rối loạn cương dương nên ăn tỏi. Theo như nghiên cứu thì sự cường dương của dương vật cần được sự kích hoạt của enzyme và nitric oxide, và hoạt chất asin có trong tỏi thì lại sản sinh ra enzyme này, giúp kéo dài thời gian cương dương. Cho nên đó là lý do vì sao tỏi có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe tình dục của nam giới. Tiếp theo, tỏi còn giúp cải thiện chất lượng tinh trùng bởi vì trong tỏi rất là giàu selen và vitamin B6. Đây là hai chất giúp tăng tiết testosterone. Testosterone chính là cái hormone sinh dục nam, quyết định là nam giới có được sức khỏe, sinh lý yếu hay là khỏe. Rồi nó là cái nguồn nuôi dưỡng tinh trùng. Cho nên là khi ăn tỏi giúp cải thiện tinh trùng yếu, và cùng với đó thì kẽm còn giúp sự thúc đẩy hoạt động của tinh trùng, giúp cho tinh trùng mạnh mẽ và giảm thiểu bớt những cái tinh trùng chết. Từ đó có thể tăng tỷ lệ thụ thai. Và ngoài ra các khoáng chất có trong tỏi nó còn giúp thúc đẩy tái tạo creatinine và alithiamine. Đấy là hai hoạt chất có tác dụng là tăng cường cơ bắp, giảm mệt mỏi cho nam giới sau mỗi cuộc yêu. Thế thì không chỉ tốt cho sức khỏe về sinh lý nam, mà tỏi còn giúp các anh giữ gìn được cái phong độ. Mà đối với cái sức khỏe nói chung của con người thì chúng ta được biết đến tỏi, nó có rất là nhiều những cái kháng sinh tự nhiên với rất là nhiều những cái công dụng, kể đến như là những cái kháng nhân gây bệnh, ví dụ như là này, phòng trị cao huyết áp, là giúp cải thiện các tình trạng đầy hơi, đau bụng khó tiêu, rồi là ho, viêm họng, thấp khớp, đau nhức xương khớp, tiểu đường, rồi là những cái ngăn ngừa ung thư. Và nhờ những cái tác dụng tuyệt vời như vậy, cho nên là chúng ta kể cả nam giới hay nữ giới nói chung hãy tích cực ăn tỏi mỗi ngày. Nhưng mà ăn tỏi như thế nào là đúng cách để giúp tỏi phát huy được hết cái công dụng tối đa của nó thì hãy lắng nghe thật kỹ phần tiếp theo nha các anh. Các anh nam giới chỉ nên sử dụng 10 gram tỏi mỗi ngày, nó tương đương với khoảng 2 tới 3 tép tỏi mỗi ngày thôi. Phải lưu ý điều này bởi vì có rất là nhiều các anh nam giới mới chỉ nghe cái thông tin ăn tỏi là rất là tốt cho cường dương, ăn tỏi rất là tốt cho chất lượng tinh trùng, sau đó mỗi ngày ăn lấy ăn để, ăn rất là nhiều, thậm chí là một ngày ăn hết cả củ tỏi. Đối với cường dương là và cải thiện chất lượng tinh trùng là có, nhưng sử dụng quá liều lượng 10 gram mỗi ngày nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến chức năng tiêu hóa. Và còn rất là nhiều cách sử dụng tỏi để hỗ trợ quá trình cải thiện tình trạng rối loạn cương, tình trạng trên bảo dưới không nghe. Có thể là tỏi ngâm giấm này. Các anh nam giới đi ăn phở thì có rất là nhiều những cái lọ giấm tỏi ớt, đúng không ạ? Tỏi được thái lát mỏng, thì ở nhà các anh em cũng có thể làm cái cách đó, và chúng ta ngâm 3 ngày thì có thể là sử dụng được rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng làm sao đúng với cái liều lượng là 2 đến 3 tép tỏi một ngày thôi. Cách thứ hai là tỏi ngâm với rượu.
Tỏi ngâm với rượu thì sau 3 tháng ta mới đưa ra sử dụng được, đúng không nào? Cách thứ ba là tỏi ngâm với mật ong, nhưng cũng phải mất 2 tháng thì mới đưa ra sử dụng được, đúng không ạ? Nó rất là mất thời gian. Nếu như anh em không biết cái công thức thì có thể inbox qua Zalo cho Thu Hà, thì Thu Hà có thể là tư vấn giúp mọi người về công thức ngâm tỏi nhé. Mà những cái cách Thu Hà vừa mới chỉ cho mọi người thì sẽ phải chờ đợi, thậm chí là rất là mất thời gian, phải không ạ? Cho nên là cái cách đơn giản nhất nhá, có thể mọi người chế biến trực tiếp vào những cái món ăn á, ví dụ như là thịt bò xào tỏi này, rau muống xào tỏi này, là xào xong là anh em có thể sử dụng ngay rồi. Nhưng không phải là anh em nào cũng ăn được tỏi sống đúng cách, không phải là cứ lấy tỏi ra xong rồi bỏ vỏ xong rồi ăn đâu. Như vậy nó sẽ làm giảm đi rất là nhiều cái công dụng của tỏi đối với cái tác dụng cường dương mà ăn như thế á. Cũng là củ tỏi này thì các anh có thể bóc vỏ ra và đập dập, hoặc cách thứ hai là băm nhuyễn và để trong không khí từ 10 tới 15 phút. Bởi vì nguyên nhân là do trong tỏi không có allicin tự do, mà sau khi đập dập hoặc là băm nhuyễn thì với tác động của enzyme thì tỏi nó phóng thích ra allicin, nó tác động đến cái sự cường dương của cậu nhỏ. Thì cho nên là phải ăn đúng cách thì nó mới có thể phát huy được hết cái công dụng của nó, các anh em nhá. Và có một số câu hỏi mà mọi người đặt cho Thu Hà, và chắc chắn rằng là những cái điều mọi người thắc mắc nhiều là anh em nam giới sẽ hỏi là ăn tỏi trong bao lâu thì cải thiện được cái vấn đề về yếu sinh lý, rồi là có phải ai ăn tỏi cũng cải thiện được cái tình trạng hay không, đúng không ạ? Để trả lời được cái câu hỏi như này thì chúng ta phải dựa vào những cái ưu nhược điểm của tỏi, đúng không ạ? Thì cái chúng ta sẽ nói về cái ưu điểm của tỏi trước đi nhá. Nó sẽ sử dụng đầu tiên chúng ta nói đến ưu điểm trước. Ưu điểm là nguyên liệu rất là dễ mua và rẻ tiền, mua ở đâu cũng được, mua siêu thị cũng được, mua ở chợ cũng được. Cái thứ hai là nó rất là dễ chế biến. Và một vài cái cách mà Thu Hà đã bày cho anh em ở trên rồi, đúng không nào? Điều thứ ba là nó gây ra ít tác dụng phụ. Tại sao nói là gây ra ít tác dụng phụ? Tác dụng phụ chứ không phải là gây ra tác dụng phụ. Mặc dù là thảo dược, mặc dù là nó là thảo dược thật, nhưng nếu sử dụng quá liều lượng, ăn quá nhiều mỗi ngày như Thu Hà đã chia sẻ, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Và bên cạnh những cái mặt tích cực thì nó cũng sẽ tồn tại những cái hạn chế. Bởi vì đây là cái phương pháp dân gian, cho nên nó sẽ chỉ phù hợp với những cái nam giới nào mà bị cái tình trạng nhẹ, tức là bình thường đang rất là khỏe mà tự nhiên phát hiện ra là 1, 2, 3 buổi sáng gần đây cậu nhỏ tự nhiên là không có trào cờ được, đúng không ạ? Tự nhiên thấy vài ngày mình bị yếu đi, đúng không ạ? Thì các anh em ngay lập tức nhanh còn kịp sử dụng ngay tỏi để cải thiện nhá. Cái tình trạng sức khỏe về sinh lý và sức khỏe tình dục của mình. Rồi cái thứ hai là những anh em mà không bị sao cả đó, như Thu Hà đã nói rồi, chức năng sinh lý của nam giới làm suy giảm theo tuổi tác và thời gian, không ai chống lại được cái quy luật này, đúng không ạ? Cho nên là muốn dưỡng được sức khỏe của mình, nếu như mà mọi người muốn dưỡng được sức khỏe sinh lý của mình để giúp cho cậu nhỏ của mình luôn luôn duy trì được cái phong độ á, thì anh em có thể là sử dụng tỏi mỗi ngày phòng hơn là chữa, được không ạ? Còn đối với những cái tình trạng mà đã bị nặng rồi ấy, bị vài tháng rồi, bị vài năm rồi, thậm chí là những anh em nhắn tin cho Thu Hà để tư vấn, bị yếu sinh lý là 5 năm này, 7 năm này, thậm chí là 10 năm rồi, thì tỏi nó có phát huy tác dụng và hỗ trợ trong quá trình mọi người điều trị. Tức là mọi người có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày,
Ok. Những trường hợp mà anh em nam giới bị yếu sinh lý lâu năm, ăn tỏi vài tháng mà không thấy dứt điểm được cái tình trạng thì quay ra là trách chuyên gia thu hà. Quay ra trách chuyên gia thu hà, sao chuyên gia nói ăn tỏi rất tốt cho sinh lý, giúp cường dương, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, mà tôi ăn tỏi mãi mà tôi chả thấy nó thay đổi gì cả, đúng không nào? À, nó chỉ là phù hợp với những người bị nhẹ, hoặc dùng để phòng và dưỡng, gọi là giúp cho cậu nhỏ lúc nào cũng giữ được cái sức mạnh của nó mà thôi. Còn đối với những trường hợp anh em đã bị lâu năm rồi thì bên cạnh dùng để bổ trợ, ngoài ra thì phải sử dụng thêm những cái phương pháp khác nữa. Và những anh em nào mới bị hoặc là muốn dùng để phòng thì anh em nên ăn tỏi tầm khoảng 1 tháng thôi là anh em đã cảm nhận được thấy cậu nhỏ của mình mạnh, rất là mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với bình thường. Có một lưu ý cũng rất quan trọng nữa là những anh em nào đang gặp tình trạng nóng trong hoặc là bị dạ dày, gan rồi những vấn đề liên quan tới mắt thì không nên sử dụng tỏi để cải thiện tình trạng yếu sinh lý, bởi vì trong những cái trường hợp này mà sử dụng tỏi, dùng tỏi mỗi ngày khiến tình trạng sức khỏe của mình trở nên trầm trọng hơn. Cho nên là hãy lưu ý là ai nên sử dụng và là ai không nên sử dụng, và sử dụng bao nhiêu để đạt được hiệu quả. Thì Thu Hà đã trả lời cho mọi người rồi một số điều mà giúp cho anh em yên tâm hơn trong cái việc mà chúng ta sử dụng tỏi để cải thiện các vấn đề về yếu sinh lý. Đầu tiên đó là chúng ta ăn tỏi thì chắc chắn là sẽ gây ra những cái tình trạng như là mùi hôi từ hơi thở, không được thơm tho. Vậy thì anh em nào mà đang có những cái công việc mà đòi hỏi phải giao tiếp với khách hàng hàng ngày á, thì nếu như ăn tỏi quá nhiều sẽ làm cho hơi thở của mình không được tự tin, phải không ạ? Không được tự tin thì Thu Hà sẽ chia sẻ cho các anh em một cái bí quyết, đó là sau khi anh em ăn tỏi xong thì anh em có thể sử dụng đầu tiên là cà phê không đường, 2 là trà xanh, 3 là kẹo cao su. Nó sẽ lấn át cái mùi khó chịu từ tỏi. Cái điều thứ hai nữa là không nên kết hợp tỏi với những cái thực phẩm như này, cá chấm và thịt chó và trứng nữa. Bởi vì khi mà kết hợp với những cái thực phẩm này với nhau thì sẽ gây ra những cái nguy cơ nhẹ là dị ứng, rối loạn tiêu hóa. Và nguy hiểm hơn nữa là sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Cho nên là ăn như thế nào cho đúng cách, rồi là phải lưu ý những cái điều gì thì anh em phải nhớ hết. Thì anh em hãy nhớ hết những cái điều mà Thu Hà đã chia sẻ ở trong cái video ngày hôm nay mọi người nhá. Nếu như anh em thấy video ngày hôm nay của Thu Hà thực sự hữu ích thì hãy đừng quên like và chia sẻ thật nhiều, và đồng thời nhấn vào nút đăng ký kênh và cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thu Hà ra thật nhiều video hơn nữa mọi người nhé. Và hãy trở thành người xem sớm nhất mỗi lúc mà Thu Hà ra video mới. Nếu như mọi người có bất kể những cái đóng góp hay là thắc mắc nào thì có thể comment bên dưới cái video này, thì Thu Hà sẽ tiếp thu và làm video để giải đáp thắc mắc cho các anh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.